con. Rồi đi Hà Nội này, hai con đi Hà Nội. Rồi trạm thu phí mới Bồng Sơn Bình Định. Đi đâu đây? Hà Nội. Các bạn buổi sáng ngày hôm nay thì có 4 đơn. Trong đó có 2 đơn, một đơn đi miền Trung, một đơn đi miền Nam và 2 đơn ở Hà Nội. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trang Facebook Chim Cô Gái Hay hoặc trên kênh YouTube là Chim Cô Gái Hay để luôn luôn đón nhận những video mới nhất của những con chim hay và những cái bản tin ship hàng cho các bạn hàng buổi sáng, hàng buổi chiều. Sáng thì lúc 6:20, buổi chiều là lúc 2:20. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin của buổi sáng ngày hôm nay. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ cho đồng chí Khương, quản lý văn phòng tại Mỹ Đình là 0942089769. Đây là những chú chim chim non được chuyển đi. Non giống. Đêm leo lên được. Đó rồi, để em ta. Con gà lại để nuôi, để ra mấy gà là mất tiếc luôn. Mổ con kia. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm. Vườn chim cu gáy miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy mang ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào mào, chim khuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chimcugaihay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm Chim Cô Gái Hay trên YouTube và Facebook. Hotline 01635 305 982.
0989 177 982 với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn.